là người đạt giải cao nhất của Quảng Ngãi trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm 2009. Trong chuyên mục này hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu về sự nỗ lực vươn lên trong học tập của bạn Lê Minh Duy. Đang học lớp 11 chuyên hóa, Lê Minh Duy là một trong hai học sinh đạt giải nhì trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm 2009. Năm lớp 10 vừa qua, Duy cũng đạt giải bạc môn hóa học tại cuộc thi Olympic 30 tháng 4 toàn miền Nam. Lê Minh Duy đã tìm cho mình cách học riêng. Trên lớp, Duy trao đổi tất cả những điều mình chưa hiểu với thầy cô, bạn bè để có thể đưa ra một cách giải hay nhất, dễ nhớ nhất. Nhiều bài toán, Duy đã đưa ra cách giải riêng sáng tạo của riêng mình. Môn hóa học thì đòi hỏi tính sáng tạo cao, có nhiều vấn đề mà cần phải, người học cần phải sáng tạo thì mới giải quyết được vấn đề. Thì có khi mình giải trên bảng thì có khi mình trình bày một cách nào đó thôi. Thế nhưng mà Duy thì luôn luôn có những cách sáng tạo và cách rất hay để có thể mình có thể, để bạn có thể trình bày với lớp. Và tôi đánh giá rất cao về các cách giải này của em trong quá trình giải quyết bài toán. Trên cương vị là lớp phó học tập, Duy luôn hoàn thành trách nhiệm của mình, được bạn bè và thầy cô quý mến. Trong học tập, Duy đã không ngần ngại trao đổi kinh nghiệm học tập của mình cho tất cả các bạn, giúp các bạn cùng tiến bộ. Bạn Duy cũng có trao đổi một số kinh nghiệm với riêng bản thân em và một số bạn trong lớp. Thì theo em nghe bạn nói thì kinh nghiệm của bạn chỉ còn 3 chữ, và em nghĩ là 3 chữ đó rất quan trọng, đó là học nhiều vào, và bạn cách học nhiều vào và học có phương pháp thì em tin là sẽ thành công. Tiếp thu kiến thức từ thầy cô là một việc, nhưng tích lũy và bổ sung kiến thức từ nhiều nguồn khác nhau là điều rất quan trọng đối với Duy. Trong đó phải kể đến sự trao đổi với các bạn trong lớp, không chỉ môn hóa mà tất cả các môn học khác. Sự chăm chỉ học tập cộng với ý chí tiến thủ nên kết quả học tập của Duy lúc nào cũng làm hài lòng các thầy cô giáo, bạn bè kính phục. Không chỉ trong riêng môn hóa, hầu như tất cả các môn đều bạn Duy đều có sự trao đổi với tất cả các bạn bè. Ở những cái môn mà Duy đạt được nhiều thành tích cao và có khả năng học tập tốt như là môn hóa, toán, lý thì Duy lúc nào cũng chia sẻ cùng với tất cả các bạn bè, có thể là chia sẻ kinh nghiệm cũng như là các bài tập khó, dễ, có. Bên cạnh đó thì ở những môn xã hội đó thì Duy cũng tham khảo anh các bạn tốt hơn trong lớp, nhờ đó mà thành tích của bạn Duy ở tất cả các môn đều tốt và nó toàn diện hơn. Đam mê môn hóa học từ năm lớp 8, khi bước vào lớp chuyên hóa của trường Trung học Phổ thông chuyên Lệ Thiết, Duy đặt ra mục tiêu phấn đấu rất rõ cho bản thân mình, đó là học thật giỏi về môn hóa học, nhất là môn hóa hữu cơ. Sau những lúc rảnh rỗi giúp ba mẹ làm công việc nhà, Duy lại tiếp tục miệt mài học tập. Em không giấu giếm ước mơ của mình là sẽ cố gắng đạt được ước mơ bằng cách nỗ lực hết mình.